xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 7 tháng 9 năm 2024 chi tiết, giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra có chút trở ngại. Công việc trong ngày tương xung dễ tác động ít nhiều Cụ thể là các hiệu quả gây ra bởi cách làm việc bất cẩn, tùy hứng của con giáp này. Nhưng mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu bản mệnh giữ được sự bình tĩnh và tinh thần vượt khó. Tình cảm Phần trình tình cảm dễ gặp sóng gió, đôi lửa yêu nhau nhưng lại bỏ bê cảm xúc của nửa kia vì mãi mê với con đường sự nghiệp. tuổi tỷ độc thân cần khéo léo hơn trong việc tiếp cận với những người khác giới để tìm được cơ hội yêu đương mới. Tài chỉnh, vận trình ta lọc đi xuống, thói quen mua sắm mà không thèm nhìn giá sẽ sớm đưa con giáp này rơi vào tình trạng túng thiếu. Cẩn trọng, đừng vì cả nể mà gây khó xử cho người khác lẫn bản thân. Tuổi giáp tỷ, con đường tình duyên thuận lợi khi hóa giải được mâu thuẫn. Tuổi bính tỷ, tâm tình bất ổn hay trở nên nóng nại khi gặp khó khăn. Tuổi mậu tỷ, vợ chồng không nóng lại tình cảm hôn nhân tuổi Canh Tỵ không giữ được lòng kiên nhẫn khi làm bất cứ việc gì tuổi Nhâm Tỵ những lời đồn đại có thể gây tiền mất tật mang con sổ may mắn số 56 số 22 màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dân hay tử vi ngày của tuổi Sửu công việc vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hành thông thuận lợi con đường công danh rộng mở trông thấy là kết quả của những nỗ lực dốc sức không ngừng nghỉ của người tuổi này. Nhưng đòi hỏi ở bản mệnh trước nhạy bẽn và linh hoạt thì mới mong nắm bắt trọn vẹn cơ hội trong tay. Tình cảm Vận trình tình cảm đang ở trong giai đoạn trầm lắng. Các cặp đôi chiến tranh lành đã được một khoảng thời gian vì cả tôi quả lớn không thể dung hòa lẫn nhau. Cách giải quyết tốt nhất lúc này chỉ có thể là thẳng thẳng trình bày suy nghĩ của mình để tìm ra tiếng nói chung. Tài chính, vận trình tài lọc kiểm soát, đêm bảo dễ vững vào những tranh chấp liên quan tới vấn đề tiền nông, đòi hỏi những chú trâu cẩn thận trọng hơn với mọi quyết định về tiền bạc. Cẩn trọng, ngũ hành thổ vườn khiến cho bản mệnh gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Tuổi ất sửu vận trình rực rỡ đón tài lộc về nhà. Tuổi đen sổ gây khó hiểu bởi tính cách thất thường Tuổi kể sổ kiếm được những khoản thu khổng lồ Tuổi tân sổ may mắn khi tìm được đối tác tin cậy Tuổi quỷ sổ sức khỏe giảm sút ăn uống kém ngon miệng con số may mắn số 14, số 5, màu sắc may mắn màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi hài ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc Phần trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều biển động. Khỏi lượng công việc gia tăng đáng kể tạo cơ hội cho người cầm tinh con hổ phát huy tối đa thể mạnh của bản thân. Trong ngày khó tránh khỏi những cạnh tranh quyền lực, địa vị nên con giáp này buộc phải hết sức thận trọng. Tình cảm Phần trình tình cảm có dấu hiệu phai nhạt, tình yêu đôi lửa dễ rơi vào trạng thái chết tạm thời nếu như cả hai không có bất cứ động thái nào để hâm nóng tình cảm. Một bữa cơm ăn đơn giản hay xem phim cùng nhau cũng giúp cho tình cảm khẳng khích lên đáng kể. Tài chính Phần trình tài lộc ghi sổ các khoản thu chi phát sinh ngoài dự tính với thói quen chi tiêu quá đà khiến con dắp này không thể kiểm soát tốt số dư của mình. Cẩn trọng, sức khỏe có dấu hiệu kém sắc rõ rệt vì không đủ thời gian để nghỉ ngơi. Tuổi chấp dân được trao cho thêm nhiều trọng trách trong công việc. Tuổi vĩnh dân được cấp trên tin tưởng, tín nhiệm nhờ tinh thần cộng hiển. Tuổi mậu dân nên dành thêm thời gian cho tình cảm cá nhân. Tuổi canh dân, người độc thân vẫn chưa tìm được người thích hợp. Tuổi nhâm dân, mối quan hệ giữa các cặp đôi không được xuân sẻ con số may mắn số 10, số 41, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Phần trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra nhìn chung, suôn sẻ Điềm bảo công việc tồn tại những trở ngại nhất định, nhưng còn giáp này có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ nhờ chỉ thông minh, tâm nhìn xa trong rộng của bản mệnh. Còn giáp này đã thành công trong bước đi đầu và gây ấn tượng với cấp trên. Tình cảm Vận trình tình cảm có những bước tiến rực rỡ. Người độc thân không cần tốn nhiều công sức để chinh phục người mình yêu thương vì đối phương cũng có tình cảm với bạn. Đời sống hôn nhân viên mãn nhờ sự tâm đầu ý hợp của cả hai. Tài chính Vận trình tài lộc được đà tăng tiến, công việc thuận lợi, kinh doanh trôi trại mang về cho con dắp này một khoảng thời đáng kể. Cẩn trọng, sức khỏe đáng quan tâm hơn cả do ảnh hưởng của ngũ hành bản mệnh tiêu hao. Tuổi ất mẫu, sự tập trung trong ngày được nâng cao rõ rệt. Tuổi đinh mẫu, vùng tai quả tráng nên không kiểm soát tốt nguồn tiền bạc. Tuổi kỷ mẫu nên tận dụng nguồn cảm hứng tuyệt vời để thực hiện đam mê. Tuổi tân mẫu dễ băng lòng với thực tại và không biết cố gắng tuổi quỷ mạo đôi lửa dễ nảy sinh tranh cãi với nửa kia con số may mắn số 1 số 2 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi tuốt năm tử vi ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra đúng như dự tính kế hoạch của con giáp này đang theo đuổi từng bước đạt được những kết quả khả quan nhưng khuyên còn dắp này không nên quá tham lam hay ôm đồm nhiều ước muốn mà chẳng có việc gì ra việc gì. Tình cảm, vận trình tình cảm trục trặc, tuổi thân không có sự tinh tế, nhạy cảm trong việc nắm bắt tâm lý của đối phương nên không tạo được ấn tượng tốt với họ. Tình yêu đo lửa còn chịu sự phản đối ngăn cách của gia đình. Tài chính, Vận trình ta lọc có điểm sáng, nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể từ nhiều hướng khác nhau đem lại cho người tuổi này cuộc sống đáng mơ ước. Cẩn trọng, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai khi gặp thất bại, khi chưa nhìn lại bản thân. Tuổi giáp thân dễ vướng vào những chuyện thị phi tranh cãi trong nội bộ tập thể. Tuổi bính thân, mâu thuẫn tranh chấp với đồng nghiệp lên tới đỉnh điểm. Tuổi mậu thân, nên biết cách nhường nhịn để tránh mâu thuẫn xảy ra. Tuổi canh thân không thể thỏa hiệp và hợp tác với người khác. Tuổi nhâm thân tình cảm đo lửa có thể có dấu hiệu tràn nứt. Con số may mắn số 5, số 10, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 6. Tử vi ngày của tuổi tỵ công việc Phần trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, đường công danh rộng mở vô cùng, còn dắp này không phần cần phải cất công nhiều cũng có được những bước tiến đáng kể. Được biết đây là thời cơ thuận lợi để con dắp này hóa giải mâu thuẫn trước đó với bạn bè đồng nghiệp. Tình cảm Vận trình tình cảm dần chuyển mình theo hướng tích cực, lời khuyên dành cho con dắp này khi đã xác định rõ tình cảm trong lòng mình cần mạnh dạng bày tỏ với đối phương. Dù thành công hay thất bại thì bản mệnh cũng không quá ở ấp suy tư trong lòng. Tài chính Vận trình ta lọc gặp nhiều may mắn, công việc làm ăn tiến triển trôi chảy, lộc lá đầy nhà nên người tuổi này không cần phải quá lo lắng tới việc chi tiêu trong ngày. Cẩn trọng, ảnh hưởng của ngày hỏa vượng sinh ra nhiều rắc rối đối với vấn đề sức khỏe. Tuổi Ất Tỵ, con đường tình duyên trân tru xuân sẻ ngọt ngào. Tuổi Đinh Tỵ, đôi lửa gắn kết khẳng khích luôn đồng hành bên nhau. Tuổi Kỷ Tỵ, người độc thân đừng vội từ chối những lời mai mỏi tuổi tân tỵ ta lọc ám đạm trở dễ dàng tin vào lời ngon ngọt của kẻ khác tuổi quỷ tỵ tập trung cao độ để không bỏ lỡ các cơ hội trước mắt con số may mắn số 35 số 8 màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi sửu 7 tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Phần trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng khả quan nhờ có chính ẩn nâng đỡ mà các kế hoạch của con dắp này bắt đầu thuận lợi và tiến hành một cách thuận buồm xuôi gió nhưng yêu cầu của người tuổi ngọ cần hết sức thận trọng hạn chế tối đa những sai sót ngoài ý muốn để đạt được mục tiêu trước đó tình cảm vận trình tình cảm buồn phiền đổ chuyện tác động của cục diện tự hình gây cho con dấp này khá nhiều cảm xúc tiêu cực vì những chuyện không đâu. Thay vì cử dẫu diễm tất cả trong lòng thì bản mệnh nên mạnh dạn chia sẻ nó với những người xung quanh mình. Tài chính vận trình tài lọc do dâu, các hạng mục đầu tư không đi lệch quỹ đạo đã tính sẵn, nên dễ dàng thu được nguồn danh thu rủng rỉnh. Cẩn trọng, có vài nỗi buồn làm phiền trong ngày vì không phải chuyện gì cũng đi theo quỹ đạo mong muốn tôi giáp ngọ chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt ngày càng nghiêm trọng tôi bỉnh ngọ nhiều vấn đề nảy sinh đe dọa tình yêu đo lửa tôi mậu ngọ vợ chồng dễ mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái tôi canh ngọ hiểu thẳng sốc nổi nên gây ra nhiều sai lầm nghiêm trọng tôi nhâm ngọ nên đứng ngoài cuộc các vụ chia phái bạn bè trốn công sở con số may mắn số 6, số 23, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 8. Tử về hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Phần trình công việc của ngưỡng chú dê trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực hội họa, sáng tạo, nghệ thuật sẽ được các tinh nâng đỡ hết mình. Năng lực được thể hiện đúng lúc đúng chỗ giúp cho đường tiễn thân của bản mệnh dễ dàng hơn gấp bội phần. Tình cảm, vận trình tình cảm nồng nàn sắc thẩm, nhờ có quý nhân là lục hợp che chở mà người tuổi mùi cảm nhận được cảm giác yêu thương trọn vẹn. Nhân duyên nở rộ giúp cho người độc thân sớm tìm được ý trung nhân vào thời điểm không ngờ nhất. Tài chính, vận trình tài lộc tuột dốc không phanh, kiếp tài nhập mệnh, phát tín hiệu, thất thoát tài lộc và tệ nhất là rơi vào tình trạng khủng hoảng tiền bạc. Cẩn trọng, không nên chủ quan và phung phỉ trong việc chi tiêu. Tuổi ất môi làm việc rất vất vả đương đầu với áp lực bổ vay. Tuổi đinh môi hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Tuổi kỹ môi nên cố gắng hết sức mình thay vì tỏ ra bất mãn với người khác. Tuổi tân môi nên giữ tỉnh táo và thận trọng khi tham gia giao thông. Tuổi quỷ môi con đường ta lọc khả quan hơn so với thời gian trước. Con sổ may mắn số 48, số 10, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phụ trợ tuổi ngọ. Chính, tử về ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều rắc rối. Điềm bảo người tuổi này dễ vướng vào hòa thị phi, tai tiện cho những lời nổi trong lúc vô ý. Ngoài ra, sự đánh giá vấn đề phiến diện và chủ quan còn gây ra cho bản mệnh vô số tai họa khó lường Tình cảm Vận trình tình cảm có những điều lo nghĩ, tự thân khó tránh khỏi những buồn phiền vì không hiểu đối phương đang nghĩ gì, có còn yêu mình hay không. Nếu chỉ có sự suy diễn như vậy mà không thẳng thẳng hỏi rõ người kia thì e rằng sẽ còn mãi buồn phiền. Tài chính, vận trình ta lọc may mắn hơn cả, nhờ có thực thần nâng đỡ mà lọc làm ăn, kinh doanh của người tuổi này vượng sắc hơn bao giờ hết. Cẩn trọng, đôi khi sự thận trọng quá mức rất dễ làm chậm tiến độ công việc. Tuổi chấp thân, ta lộc có khởi sắc rực rỡ tài chính chưa giả tuổi vĩnh thân nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra tuổi mậu thân nên có kế hoạch quản lý hợp lý khi tài chính đang lúc rụng rỉnh tuổi canh thân cần có khoản tiết kiệm hợp lý để phòng khi đau ốm tuổi nhâm thân gia đạo yên ấm không khí gia đình hạnh phúc con số may mắn số 4, số 6, màu sắc may mắn màu xanh lá quý nhân phù trợ tuổi thân 10. Tử vi ngày của tuổi giàu công việc Phần trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối gian nan. Còn giáp này dự báo sẽ mắc sai lầm nổi tiếp nếu như để cảm xúc riêng tư xen vào công việc. Thương quan nhập mệnh nên nhận chủ gà dần sinh ra cảm giác chán nản bi quan vì không còn cảm hứng để tiếp tục theo đuổi đam mê. Tình cảm, Phần trình tình cảm trắc trở trong ngày tương xung, bản mệnh cần phải cố gắng kiểm soát tốt cảm xúc tiêu cực của mình nếu không muốn nói những lời khó nghe, làm đối phương buồn lòng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để người độc thân tìm kiếm bạn đời cho mình. Tài chính, vận trình tài lộc kém sắc, đây là lúc con giáp này cần xây dựng kế hoạch tài chính chi tiêu một cách cẩn thận. Cẩn trọng, hiểu thẳng, khó thỏa hiệp nên mất lòng nhiều người. Tuổi, ất dậu vận trình hành thông may mắn luôn song hành. Tôi tinh giàu, mọi việc đều nằm trong tâm kiểm soát. Tội kỹ giàu, dễ bị trùng bước nạn lòng khi gặp phải khó khăn. Tôi tân giàu, quá trình làm việc thuận vườm sư giả. Tôi quý giàu, con đường tình duyên thắm sắc gặp thuận lợi khi tìm kiếm một nửa cho mình. Con số may mắn số 51, số 82, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ tuổi sổ. 11. Tử vi ngày của tuổi tuất công việc. Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy. Còn giáp này nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra với tinh thần hăng hải nhiệt tình. Mặt trái, bản mệnh trở nên vì rảnh rỗi mà lo chuyện bao đông vì có thể rước họa vào thân. Tình cảm, vận trình tình cảm có điểm sáng, tam hợp tạo điều kiện thuận lợi để bản mệnh và nửa kia hóa giải rạn nứt gắn kết tình yêu sau khoảng thời gian dài xa cách con người tuổi tuất độc thân dễ dàng tìm được một người ân thuận từ các mối quan hệ bạn bè tài chính vận trình tài lộc bình ổn thu nhập ổn định và có dấu hiệu gia tăng đem lại cho người tuổi này cuộc sống thoải mái sung túc hơn bao giờ hết cẩn trọng đừng quá coi trọng giá trị vật chất trong chuyện tình cảm tuổi chấp tuất cần nhanh chóng trấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Tuổi bính tuất công sức đổ bể vì chảnh mảnh và chủ quan. Tuổi mậu tuất có thể gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Tuổi canh tuất cần tránh va chạm với cấp trên ở mức tối đa. Tuổi nhằm tuất sự nóng vội sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới con đường tiến thân. Con số may mắn số 52, số 79, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hài công việc Vận trình công việc của người tuổi hài trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, tính cách thiện lương, hòa đồng hay giúp đỡ người khác giúp cho con dắp này đi đến đâu cũng có người yêu quý. Nhờ vậy mà bản mệnh có thể dễ dàng vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại mà phương đến thành công. Tình cảm Vận trình tình cảm chưa được như ý muốn. Đôi lửa yêu nhau còn khả ích kỷ, nhỏ nhẹ vì chỉ muốn trong mắt đối phương lúc nào cũng có mình. Khi tình yêu thiếu đi sự thấu hiểu bao dung thì sớm muộn cũng sinh ra những rắc rối lo âu. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến nhanh, thiên tài nhập mệnh cho thấy các quyết định đầu tư làm ăn của bản mệnh là hoàn toàn sản xuất. Cẩn trọng, không sắp xếp công việc hợp lý nên thời gian dành cho gia đình còn hạn chế. Tuổi Ất Hợi, người độc thân đón tin vui trong chuyện tình cảm. Tuổi Đinh Hợi, được nhiều người ải mộ, đào hoa phượng phát. Tuổi kỹ hại, có nhiều cơ may tài lộc đạt được thử mình muốn. Tuổi tân hại, cần có cho mình kế hoạch tài chính rõ ràng thu chi cân đối. Tuổi quỹ hại, thử thách, càng giúp tỏa sáng rực rỡ trong công việc. Con số may mắn số 49, số 66, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão.